Xin chào các bạn, mình là Hồng Nhi, chuyên viên tư vấn của Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT. Hôm nay Nhi có một bạn khách hàng muốn chia sẻ trước khi bạn ấy làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT. Chào em có thể giới thiệu sơ cho mọi người biết là em tên gì và mình đến từ đâu không ạ? Dạ, em tên My, em ở Nhà Bè qua đây ạ. Cho chị hỏi là cái cơ duyên nào mình biết đến MCAT á? Dạ là bạn em đã có ghé qua đây làm rồi à. Cho nên em thấy đẹp nên em qua đây em... Bạn mình đã làm rồi, dạ. Giới thiệu cho mình ha. Hôm nay em đến MCAT để em mong muốn thay đổi cái phần nào trên cơ thể của mình? Dạ em muốn làm ngực, cái chuyện ngực em hơi nhỏ cho nên là em muốn làm cho to ra. Mình muốn cải thiện vòng 1 ha. Thì em có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái vòng 1 trước khi em phẫu thuật nó gặp cái tình trạng như thế nào mà em muốn cải thiện không? Bị nhỏ hả chị, hơi nhỏ xíu. Ngực em chỉ nhỏ thôi. Dạ, em nhỏ. Có gia đình chưa? Dạ chưa. Em chưa có gia đình. Em có thể chia sẻ cho mọi người biết là hiện tại là em cảm thấy như thế nào để trước khi phẫu thuật không? Dạ giờ này em rất là hồi hộp. Em sợ nữa. Từ đó đến giờ mình chưa có trải qua cuộc phẫu thuật nào hết đúng không? Dạ chưa chị. Với lại là trước khi mà em đến đây, em quyết định đến đây thì em có tham khảo qua cái trang thiết bị hay là được bác sĩ tư vấn rõ ràng chưa? Dạ em đã qua đây rồi, bác sĩ đã tư vấn cho em rồi. Bác tư vấn cho em về cái vòng 1 xong rồi hiện tại là chị thấy là bác đang khuyến khích khách làm thêm cái vòng 2 cho đẹp á, thì là bác có chia sẻ phần đó cho em không? Dạ bác có chia sẻ là cái mở lên ngực của em thêm á. Có nghĩa là bác sẽ trong cái cuộc phẫu thuật đó bác sẽ lấy cái phần mở bụng của mình rồi bác sẽ lọc ra và để bổ sung lên cái phần ngực cho em. Rồi bác có bổ sung trên cái mặt cho em không? Như là ở thái dương với lại chỗ nào mà mình bị thiếu. Đúng rồi, trên khuôn mặt của mình thường là mình sẽ hóp những cái vùng mà ví dụ như trán, thái dương thì bác sĩ sẽ lấy cái phần mỡ và kết hợp với lại cái phần tế bào gốc tự thân của mình luôn để bác bổ sung lên trên cái những cái vùng khuyết trên cơ thể của em. Nó thứ nhất là nó vừa cải thiện cái da của em, thứ hai nữa là làm đầy những cái vùng khuyết trên khuôn mặt của mình. Mời các bạn hãy cùng Hồng Nhi theo dõi sự thay đổi của My sau ca phẫu thuật hôm nay nhé.